Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ghế Nhật Trần Sơn. Hôm nay em Sơn sẽ review với mọi người một cái mẫu ghế của hãng Fujiyuki. Nó có mã là Fujiyuki AS1000. Với những cái bác nào mà thường xuyên bị đau cổ, đau lưng vai gáy thì sử dụng cái mẫu AS1000 này là cực kỳ là hiệu quả nhé. Nó có khả năng trị liệu và giúp mọi người cải thiện những cái tình trạng bị đau cổ, đau đau lưng rất là tốt. Con này thì nó cũng không quá đắt, nó là cái dòng ghế ở phân khúc giá tầm trung của hãng Fujiyuki. Nó là một cái con đời cũng tương đối cao chứ không phải là đời thấp. Nó đã có màn hình cảm ứng rồi mọi người nhé. Con này ở bên trong thì người ta may cái da màu đen. May da màu đen ở giữa này, nó có những cái đường sọc khá là đẹp. Nhìn nó như là một cái con rắn vậy. Đây là phần chân. Chân cũng may da màu đen. Ở hai bên thì người ta may cái da màu trắng này là trắng sữa nhé. May da màu trắng sữa. Kết hợp với cái nhựa này, nó cũng là nhựa trắng sữa luôn. Nhựa này nó cùng với màu da. Ở giữa là cái thanh thanh nhựa mạ. Cái nhựa này nó mạ màu bạc mọi người nhé. Con AS1000 này nó rất là nhã nhặn và sang trọng và lịch sự. Ở phía đằng sau này, đằng sau thì nó có cái lớp da nó bọc. Đấy, bên trong này nó nhựa này, trong là nhựa này. Xong rồi người ta bọc một cái lớp da đen ở bên ngoài. Đấy, bọc lớp da đen ở bên ngoài, nhìn nó rất là lịch sự. Đấy, cái gối thì màu màu đen luôn. Bên dưới này. À, bên dưới thì nó có những cái dây dây điều khiển này. Và những cái dây này nó là dây điều khiển động cơ từ dưới mên ở dưới gầm ghế, nó điều khiển lên cái động cơ ở lưng. Và đây là cái tem mác của nó. Đấy, mọi người thấy là mã của nó AS1000 này. Đấy, con này nó sản xuất tại Nhật Bản này. Điện 100V này, công suất là có 130W thôi. Đấy, ở đây là cái mã vạch này. Đấy, mã vạch của nó ấy. Chân nhựa thì nhựa màu hơi nhựa này nó cũng dưới chân này, nhựa nó cũng như cái màu da luôn, màu trắng trắng sữa khá là đẹp. Ở bên trên này người ta có bắn tem này. Đó, đây là bên trong này. Đằng sau cái đây, bên trong cái phần bóp gáy này thì người ta may cái lớp lỉ không may da. Hai bên bóp vai này, bóp vai thì người ta làm vát này, hai bên bóp vát. Cái con này nó thiết kế cực kỳ là sang trọng, nhã nhặn và đẹp. Nó vẫn đáp ứng đầy đủ các cái tính năng của một con ghế massage. Đây là lớp bên trong, bên trong mọi người thấy bên trong là bên ngoài da, bên trong người ta may còn lớp lỉ nữa này. Đây lại là một lớp lỉ này. Đó. Ở dưới thì nó có hai cái túi khí bóp eo nhé. Đấy. Còn ở dưới mông thì nó có rất là nhiều cái túi khí ở bóp mông. Bóp hai bên hông này. Đấy, đầy đủ. Bóp tay này. Đấy, tay. Tay đút đây nhé. Đó, chân thì có đầy đủ các cái túi khí bóp bắp chân và dưới gan bàn chân rồi. Và đây là cái điều khiển của con này. Điều khiển của con này thì nó là màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng của Nhật thì người ta làm rất là nhạy. Đấy, bật lên thì ghế nó sẽ tự động nâng chân lên và ngả lưng ra. Nằm con này nó rất là ôm người, sát người.
trong cái điều khiển của con này thì đấy mọi người thấy là cái phím cơ người ta rất là ít, và người ta đã tích hợp hết những cái chức năng, các cái tính năng điều khiển cái con ghế này nó ở cái phần cảm ứng. Ở cái bản này là vẫn chưa có tiếng Anh. Những cái bản đời cao hơn là nó đã có tiếng Anh rồi. Con này toàn tiếng Nhật thôi. Bản này toàn tiếng Nhật nhé. Đây là có các cái bài massage 30 phút này. Bài massage tự động toàn thân 30 phút. Thì mình chọn lấy một một bài bất kỳ thì ghế nó sẽ tự động nó dò các cái điểm đường cong trên cơ thể để có thể dễ dàng xoa bóp và bóp nó đem đến một cái sự hiệu quả và chính xác hơn, giúp người dùng là có một cái cảm giác nó rất là chân thật và đạt được hiệu quả cao trong việc điều trị các cái chứng bệnh về đau cổ, đau lưng, đau xương khớp. Đây là cái này nó báo là đang dò huyệt, dò một lúc là được rồi là nó sẽ tự biến mất. Đấy, nó bắt đầu bóp rồi. Nó bóp rất sâu mọi người nhé. Một số bác cứ thắc mắc là cái con ghế của Fuji này nó bị làm sao mà nó kêu to thế, thì cũng để giải thích cho các bác luôn là cái dòng Fuji là nó, cái đặc trưng của nó là nó bóp khí, nó đóng mở van đột ngột bởi cái áp suất khí cao nên là nó hay đấy, mọi người thấy đấy, nó hay có cái tiếng phành phạch, nó hay đấy, nó có cái tiếng phành phạch đấy, thì một số bác không quen thì nó sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà nghe quen rồi thì nó cũng bình thường thôi, nó không quá là to đâu. Nó hoạt động như thế thì nó mới tạo ra được những cái bài đánh hiệu quả. Đấy, phạch phạch đấy. Đấy, nhiều bác không biết là cứ thắc mắc này, cứ bảo là máy nó bị sao nó kêu to. Đấy. Đấy, phạch 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 phạch. Đấy, cái bài VIP này thì nó làm rất là kỹ nhá. Trên này nó là cái chỉnh lực. Chỉnh lực mọi người nhé. Bên đây là cái bài massage toàn thân này. Đấy, trong bài nó 2, 4, 5 nó có 5 cái bài massage toàn thân. Tương tự kéo giãn này. Kéo giãn có 3 nhé. Vai gáy này. Vai gáy có 4. Bài nhớ này. Cái bài nhớ này nó sẽ hoạt động lại những cái bài mà hoạt động lại những cái lần trước mà mình đã dùng nó như thế nào thì nó sẽ nhớ và nó sẽ hoạt động lại. Đây là bài lưng eo mông nhé. Có 4 bài. Bài tập 7 phút có 4 bài. Bài nhớ. Dưới đây các cái động tác. Cái này nó là bỏ qua động tác này. Đây là bỏ qua động tác nhé. Dưới này lặp lại động tác này. Cái này tính năng về túi khí này. Mình bật quay trở lại nó lại hoạt động tiếp này. Lúc đấy đã 15 phút nó. Chọn bài khác. Đây là tắt bật nguồn nhé, tạm dừng này.
di chuyển vị trí con lăn này, nâng hạ chân này, nâng hạ lưng này, sưởi này, ra vào chân này, ra vào chân này. Đó. Rất là thích. Nói chung là những cái con này thì dùng là nó rất là thích mọi người. Khi mà tắt bật nguồn đi, mình bấm cái nút ở giữa này thì ghế nó sẽ tự động nó hồi về. Đó, nó sẽ tự động nó hồi về trở lại vị trí ban đầu. Với những cái bác mà chưa quen thì có nên nằm lên cái đệm này để cho nó giảm bớt lực đi. Còn nếu mà bác nào quen rồi thì lật cái đệm ra ngồi rất là sướng luôn. Đó, làm rất là thích. Tác động sâu vào các cái huyệt đạo trên cái cơ thể. Đó. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái con Fuji Ryuki IS-1000 này có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0964 480666 nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin chào.